Ba ông chí cắt tóc, các ông chí chú ý nha, chúng ta cắt đúng quy định 3 phân. Cắt mà cắt cho đúng 3 phân nha. Đội trưởng đừng nhắc đi nhắc lại thế em đau lòng. Không vấn đề gì cả. Má phân thật đấy hả? Dạ. Ờ phân thật đấy, thật hết à? Ui. Thế ông chỉ cắt bình thường cả. Rồi cắt chọc 3 phân thì chết rồi. Đừng ngắn quá nha, ngắn quá nhìn mặt láo lắm. Được chị ạ. Láo vào trong này là hiền. Không, cái mặt ấy tính rất hiền nhưng mà cái mặt tôi nó bị láo. Thế khổ. Chị Hào cắt cho ngắn xuống. Cắt bay cái chỏ mới đi. Thế nào nó 3 phân? Cắt hai cạnh đây này. Cắt cho tròn lên. Đồng chí vừa rồi ạ. Đồng chí nhất đại trưởng của chúng ta. Đại đội trưởng. Wow. Cảm ơn đồng chí.